Tối hôm nay Như Lân được tham dự cái chương trình thơ nhạc yêu thương trao nhau để giới thiệu thơ của những nhà thơ khuyết tật. Đây là nhà thơ Út Điều, nhà thơ Kim An Cười, nhà thơ Thủy Tiên và nhà thơ Thế Quy. Thế Quy nhìn cô nào. Dễ thương. Thủy Tiên là được cứng lắm đó nghe. Được cứng lắm đó. Những nghệ sĩ xinh đẹp. Rồi bé cứng được kìa. Bé dễ thương nữa nè. Một điều đó. Em gái cô đó. Nghe, có chồng nè, chồng đẹp trai nè. Cứng vờ nhất quả đất đó. Thầy Quý tăng quá. tăng bẻ bình an. Còn đứa gái dễ thương lắm. Ca khúc Biển Nỗi Nhớ Và Em của nhạc sĩ Phong Toàn. Trong cung trời nhìn lời nói thương thương.
Người ta thường nói giàu hay không mắt, khó hay bàn tay. Sự khiếm khuyết một phần thân thể sẽ là rào cản rất lớn để các anh chị và các bạn hòa nhập với cuộc sống hiện đại ngày hôm nay. Tuy nhiên, những con người mà chúng ta gặp trong đêm nay là những người có một nghị lực phi thường. Thật cảm động khi từng ngày, từng giờ họ đã dằn vặt với đau thương, bất hạnh, hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống để họ được yêu, được làm việc, được cống hiến. Và hơn thế nữa, họ còn mong muốn được để lại cho đời những bản thơ, những giọng nhạc để tô điểm cho cuộc đời này thêm ý vị. Vâng, cuộc đời đầy những nỗi buồn, những giọt nước mắt. Thế nhưng, cuộc đời đâu chỉ có vậy. Cuộc đời cũng đầy ắp những nụ cười và những tấm lòng sẵn sàng trao ban, sẵn sàng sẻ chia. Với thông điệp mang yêu thương để chia sẻ yêu thương, nhằm tạo động lực cho những mảnh đời kém may mắn và nuôi dưỡng mầm thi ca của các nhà thơ khiếm khuyết về thân thể, nghệ sĩ Ngâm Thơ Ngọc Sang phối hợp với dân nhân Đỗ Thị Ngọc, chủ hệ thống nhà hàng Phì Lũ Đà Nẵng và Chi hội Văn hóa Nghệ thuật Nguồn Việt Đà Nẵng tổ chức chương trình thơ, nhạc với chủ đề Yêu Thương Trao Nhau để giới thiệu và kết nối các phần thơ, nhà thơ Trần Phước Ninh, Nguyễn Thế Quy Quảng Nam, Kim Anh, Úc Điệu Quảng Ngãi, Nguyễn Thị Tiên và Phú Yên đến với bạn đọc và nhà hảo tâm. Vâng, thưa quý vị, năm tác giả thơ của ta với năm thân thể không tròn vẹn, nhưng ở họ tâm hồn đầy ắp những niềm tin cuộc sống, là những người họ vượt lên số phận, vượt lên chính mình để mang đến cho cuộc đời những giá trị tinh thần vô giá và lan tỏa tình yêu thương. Xin quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay để chúc mừng cho năm tác giả thơ tập quyền của ta trên không gian sân khấu ngày hôm nay. Và vì hiểu với chương trình đêm nay, cho phép chúng ta được giới thiệu và tri ân ông Nguyễn Đỗ Chiến, Chi hội trưởng Chi hội Văn hóa Nghệ thuật Nguồn Việt Đà Nẵng. Tôi dành cho ông Nguyễn Đỗ Chiến một tràng vỗ tay ạ. Cô dân nhân Đỗ Thị Ngọc, chủ hệ thống nhà hàng Phì Lũ Đà Nẵng. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô Ngọc. Xin được giới thiệu vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Sang. Các anh chị em văn nghệ sĩ đến từ thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Lâm Đồng. Vâng, xin được giới thiệu rất là nhiều những anh chị em, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các bạn bài yêu thơ đã có mặt tham dự. Vâng, kính thưa quý vị, đêm thơ hôm nay như chúng ta đã nói phía trên là sự phối kết hợp rất là nhịp nhàng của vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Sang và nữ doanh nhân Đỗ Thị Ngọc cùng với Chi hội Văn hóa Nghệ thuật Nguồn Việt Đà Nẵng. Hiện nay anh Đỗ Ngọc Sang, anh Nguyễn Ngọc Sang đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và anh rất là nhiều lần đã quay trở về với quê hương và có rất là nhiều chương trình ý nghĩa dành tặng cho cuộc đời. Và trong đêm thơ hôm nay xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Ngọc Sang sẽ thay mặt cho những người đồng hành chương trình sẽ có vài lời phát biểu cho chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu và khách quý, kính thưa nữ doanh nhân Đỗ Thị Ngọc, chủ hệ thống nhà hàng Phì Lũ tại thành phố Đà Nẵng, kính thưa ban chấp hành Chi hội Văn hóa Nghệ thuật Nguồn Việt Đà Nẵng, kính thưa quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân, kính thưa quý anh chị em nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ và các anh chị em yêu thơ gần xa đã đến để dự buổi đêm thơ hôm nay. Tháng 3 không chỉ là thời khắc đẹp nhất của mùa xuân, mà tháng 3 cũng là thời khắc chuẩn bị sang mùa, gọi về nhiều kỷ niệm, suy nghĩ về kỷ niệm. Tháng 3 có những nỗi niềm mơ hồ như sương như khói, bàng bạc hoài niệm trong mỗi ánh mắt, trong nụ cười ấm áp gợi về tình yêu. Có những nỗi nhớ miên man cháy rực trời chiều theo sắc đỏ trên mỗi cành hoa gạo. Có mưa mùa gầy mỏng, mảnh vai áo trắng sắc hoa xưa. Có những cơn mơ chập chờn giữa xa xôi và gần gũi, giữa quen quen, nhớ nhớ, đôi lòng ngần ngại phía tháng 3. Tháng 3 tháng của không ít những cảm xúc yêu thương đi vào thơ, nhạc, họa, đi vào hồn những thi sĩ để thành hình những thi phẩm lưu dấu nơi độc giả. Những nhà thơ Trần Phước Ninh, Nguyễn Thế Quy Quảng Nam, Kim Anh, Úc Điệu Quảng Ngãi, Nguyễn Thị Tiên, Phú Yên. Anh sinh ra trong cuộc đời này vốn dĩ không lành lặn và may mắn. Có những em không thể tự chăm sóc được chính mình, chính bản thân mình. Thế nhưng bằng nghị lực, niềm tin và ý chí mà các em cố gắng gượng dậy
vịnh con chữ để đứng lên sống và yêu thương. Và các em đã chọn, đã chọn thơ để giải bày cái nỗi lòng của mình. Những dòng thơ nhạc viết lên như những nỗi niềm mà các em khó biết tỏ cùng ai. Có thể nói rằng các em đã vì câu thơ mà đứng dậy, đồng cảm và chia sẻ. Tôi, Ngọc Sang, xin phối hợp cùng với nữ doanh nhân Đỗ Thị Ngọc và Chi hội Văn hóa Nghệ thuật Vùng Việt Đà Nẵng tổ chức đêm thơ nhạc với chủ đề Yêu thương trao nhau. Kính thưa quý vị, với thông điệp mang yêu thương để chia sẻ yêu thương, chúng tôi mang hy vọng chương trình sẽ là nơi kết nối những trái tim yêu thương để tạo động lực cho các em vượt qua chính mình và viết tiếp những ước mơ bằng nguồn thơ và trái tim biết thổn thức yêu thương. Thay mặt cho những người trong ban tổ chức chương trình, Ngọc Sang xin được cảm ơn các anh chị em văn nghệ sĩ đã đồng hành cùng với nhà doanh nhân Đỗ Thị Ngọc, ca sĩ Cao Thanh Hùng, ca sĩ Minh Dũng, ca sĩ Khánh Tâm, nghệ sĩ Hoàng My, nghệ sĩ Quốc Chủng, nghệ sĩ Ái Khanh, nghệ sĩ Nguyễn Thị Lâm và nghệ sĩ Thành Hạnh cùng đồng hành với chúng tôi trong những chương trình những mỗi lần tôi về tổ chức ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì vậy, Út Điệu chả thể đến trường được. Được ba mẹ chăm sóc thì em lớn lên, ý thức được thân phận mình, nên cũng tự tìm hiểu bằng chữ, tự học, tự biết đọc, biết viết, và cuối cùng biết làm thơ. Vâng, kính thưa quý vị, Út Điệu tâm sự, lúc đó em thấy các bạn viết thơ, em rất thích và em cũng viết, nhưng không có vần điệu gì cả. Rồi có một người em ở nhóm thơ đã chỉ dạy em từng chút. Từ đó em viết thơ rất nhiều, em viết những tâm sự buồn vui của mình đăng lên nhóm thơ. Em chưa từng nghĩ em sẽ in được tập thơ riêng cho mình. Và rồi gặp được Nguyễn Thế Quy, bạn ấy đã giúp đỡ em cho ra đời tập thơ Suối Nguồn Yêu Thương. Vâng, thưa quý vị, và Suối Nguồn Yêu Thương của Út Điệu cũng ra đời cách đây mấy năm, cũng là nguồn động lực. Có thể nói rằng không riêng gì Út Điệu mà năm tác giả của ta ở đây, họ đã vịnh câu thơ mà đứng dậy. Kính thưa quý vị, và trong tâm thức của những cái bạn mà không tự lo được cho mình thì cha mẹ là người đã thay thế một bàn chân, một đôi tay. Và trong tâm thức đó thì Út Điệu có bài thơ viết về mẹ. Chúng ta sẽ lắng nghe bài thơ này qua phần diễn ngâm của nghệ sĩ Nguyễn Thị Lâm. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay, xin mời mẹ của Út Điệu lên với trai ạ. Vâng, xin mời cô ạ. Dạ, xin mời mẹ Út Điệu lên với trai ạ. Cô đâu rồi ạ? Xin mời cô. Chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn đấy được không ạ? Vâng, đây là người đã sinh ra Út Điệu và trong suốt hành trình đã chăm sóc và nuôi nấng cho Út Điệu. Xin mời nghệ sĩ Nguyễn Thị Lâm ạ. Dạ, anh chào chị. Chị là người mẹ tuyệt vời. Hôm nay là Út Điệu nhờ ngâm một bài hát, nhưng được không nhất định phải ngâm bài mẹ cơ. Dạ, vâng. Dạ, xin phép được diễn ngâm bài thơ Mẹ, tác giả Út Điệu. Yeah.
lớn sớm chiều mẹ mong mãi thầm cầu nguyện trong lòng ước mơ sức khỏe quay vòng thời gian bình minh chiếu sợi nắng vàng an nhiên hạnh phúc thênh thang nụ cười bên con cuộc sống đẹp người ơi có hiểu những lời con mang mẹ cháu nghĩa cả vô vàng lòng con mãi tưởng bình an lòng con mãi ước bình an bên người. Chị lại có cả chị tuyệt vời không? Ô mẹ cái nào? Rồi xin cảm ơn cả nhà, xin cảm ơn cả nhà. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Diệp Ngâm Nguyễn Thị Lân. Khi mà trăng tròn gió trên ngôi nhà xanh xanh là khi mà em người ngân ngân câu hò của anh là khi nước lan tràn trên bãi bờ tiếng ghé nhiều đêm tha lờ nhẹ con cá nó cắn dây câu anh chèo nhanh nhẹn tiếng hò vang xa quả hôn rồi vui con nương anh hò em đàn bình nga là khi má ba đàn xa xăm gần đón thêm nàng dâu má hồng em rong đèn bước theo sau chúng mình nên nghĩa nên tình cô thật sự ý nghĩa và thật sự là hạnh phúc. Khi mà trăng tròn gió trên ngọn trà già xanh xanh là khi mà em ngơ ngẩn ngẩn ngơ câu hò của anh là khi nước lan tràn trên con cá nó cắn dây câu anh
nhanh dẻo, nhanh nhẹn, tiếng hò vang xa. Miền hồ Tây hai mà lòng nhớ ai? Hò mà xanh mơ mơ chứ người ơi, bao nhiêu lá mà thương người bấy nhiêu. Mai này anh thao ước chung mình gần kề bên nhau, hoàng hôn đùa vui con nước anh hò, em nàng ngân nga là khi mơ ba nàng xa xóm gần, đón thêm nàng dâu ba hồng, em non đen bước theo sau, chúng mình nên nghĩa nên tình phu thê. Dạ, con xin cảm ơn rất nhiều. Hay quá. Rồng đã nở hoa thế nào từ sỏi đá khô cằn, đó chính là em Nguyễn Thị Kim Anh, bông hoa của quê hương Quảng Ngãi. Dạ vâng, xin kính thưa quý vị, đây là Kim Anh đang ngồi giữa khu vực của năm nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Kim Anh sinh ra trong một vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Ngãi, trong một gia đình thuần nông. Kim Anh là con út trong gia đình gồm 5 chị em. Từ khi sinh ra thì bạn đã bị tật bẩm sinh, cha mẹ đã chạy chữa thuốc thang khắp nơi, bác sĩ đã giúp Kim Anh tập đi bằng 2 cây nạng. Bạn đã cố gắng đến trường cùng chúng bạn, nhưng đến năm lớp 8 thì nhiều các bệnh bám vào làm cho Kim Anh yếu dần, hai chân thì ngày càng teo lại, tay thì co quắp. Từ đó, bạn đành nghỉ học ở nhà, mọi sinh hoạt của bạn phải nhờ vào cha mẹ già. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Kim Anh cũng cho ra đời một tập thơ. Và đến với chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với những phần thơ tuyệt vời của Kim Anh qua 2 thi phẩm Sương Rồng Trổ Hoa và Chỉ Có Mẹ qua phần diễn ngâm của nghệ sĩ Hoàng My. Mình xin kính chào tất cả các anh. Thank you.
chưa?